Tự bấm luôn đi. Rồi ba. Bạn tên là gì? Mình tên là Đinh Thị Hiếu Hiền. Tên của mình thì gắn liền với một nhân vật hài là anh Hiếu Hiền. Mình rất là vinh dự là hôm nay mình có mặt ở trường quay và hy vọng là mình cũng sẽ mang lại một tiếng cười và để lại trong lòng các bạn một cái ấn tượng về mình. Chà, lanh dữ nha. Hiếu Hiền hôm nay bao nhiêu tuổi, đang làm việc ở đâu? Chị hỏi nè, em đau lòng quá. Sao vậy? Dạ, em cũng đâu 30 rồi chị ơi. 30? Dạ. Mà có em trẻ không? Quá trẻ luôn. Trời, bắt quá cái tượng cho chị luôn. Vậy bây giờ Hiền đang làm việc ở đâu? Dạ em đang làm cho một công ty luật về di trú đi Úc. Nên là bạn nào muốn ý định bay xa thì liên lạc với em. Bay xa đúng không? Có ý định đó em. Rồi cái này sao? Rồi cái cầm cái cuốn này theo là cái gì đây? Dạ như thế này là em muốn là người bạn tương lai của em cũng biết về em một chút. Nghĩa là cái album này là album mà em muốn lưu lại những khoảnh khắc mà em đi du lịch. Tại em rất là đam mê du lịch. Mà hiện giờ là có vài tấm thôi và rất là nhiều trang còn trống. Nên là mong một ai đó nắm tay mình đi giữ nhân gian. Lãng mạn quá. Rồi em chờ chút xíu nha. Để anh mời chàng trai ra rồi em sẽ tâm sự tiếp. Xin mời. Chào bạn. Chào anh Vinh. Rồi xin mời bạn. Thấy cầm cái hoa hồng là biết lãng mạn rồi đúng không? Dạ. Bạn tên là gì? Dạ, xin chào quý vị khán giả. Chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Thường thân mến. Chào bạn. Dạ, mình tên là Trần Ngọc Hùng. Mình đến từ Long Thành, Đồng Nai. Bạn làm nghề gì? Mình làm nhân viên văn phòng. Bao nhiêu tuổi? Dạ, 32 tuổi. 32, bên kia 30. Xứng đôi vừa lứa ha. Chắc ghê có phải xứng. Cô bạn bên này rất là hoạt bát, rất là năng nổ. Như vậy thì chắc là chị cũng không cần phải nói nhiều. Bây giờ em muốn giới thiệu cái gì cho bạn trai bên kia nghe về mình nè. Chị nhường sân cho em. Nhường sân cho em. Chào bạn Hùng, mình tên là Hiền nhưng mà mình không có Hiền. Thứ hai nữa là mình rất là thích đi du lịch. Không hẳn là nghỉ dưỡng mà đi những cái chuyến đi phượt, đi cảm nhận được cái không khí tự nhiên. Thì thật ra là em nói thẳng với chị Cát Tường và anh Quyền Linh là em cũng hồi hộp lắm. Tưởng là hôm nay em không tham gia được chương trình. Vì ngày thứ bảy là em ở đỉnh của Bà Đen, cái cột 117 đó chị. Đây là lần đầu tiên mà em đi lên núi Bà Đen bằng cái con đường gian nan nhất là đường cột điện. Trời mưa nữa. Mà đường cột điện là sao em? Đấy, cái tên đường đó là như vậy thôi. Nó đến là từ cột điện á gì, từ khoảng mốc như vậy. Em là sức rất là yếu nhưng mà em ham đu đeo. Nên là em cũng ráng đi theo các bé 90, sinh năm 90, 93. Mặc dù mình biết là mình 84 là mình đu không nổi rồi. Nhưng mà ráng để mà nghĩ là U30 rồi 31 nhiều khi xương nó gãy nó không đi được. Cho nên là em ráng hôm nay em phải đi cho được cái đỉnh Bà Đen. Thì chắc gần U40 đắp chôn luôn á. Em xin lỗi chị, không ý gì hết trơn á. Nhưng mà nói chung là lên đến đó rồi em mới thấy là có nhiều cái bài học cho mình. Nghĩa là khi mà đến cột 86 là em như là đuối quá, em muốn bỏ. Em nói thôi, ở đây kêu trực thăng cứu hộ về. Sau đó thì các bạn, các bé nói là thôi chị cố lên đi, còn chút xíu nữa thôi em lên em nấu đồ ăn cho chị. Nghe đến ăn cái em hừng hực lửa chị. Là thích ăn lắm hả? Trời, em không ăn lắm luôn á. Bất cứ lúc nào em cũng nghĩ đến đồ ăn. Cái gì mà chị thấy em tướng em gọn gàng mi nhon mà đâu. Dạ không, em leo núi em xuống đó chị. Em leo em Cát Tường ơi, ăn cách này em đổi em ngồi đi, đỏ em nhấn nút đi để bạn nó làm MC đi. Chắc vậy quá à. Thôi chị em mình đổi chỗ á chị. Lanh mình... gì mà thấy ớn luôn à. Bây giờ mình ăn. Quay ăn rồi, sao? Bạn ăn rồi, không ăn em đi. Nói, em rồi. Nói chị nghe là em đó, không cho em nói luôn. Không cho em nói luôn. Rồi thôi nói tiếp đi. Em lên đến đỉnh rồi, lúc đó 12 giờ đêm á chị, xương văng ngập lối mà người em như một cái con gì nó tơi tả lắm chị. Xong rồi các bạn barbecue làm đồ ăn đủ thứ, nhưng mà lúc đó tự nhiên cái hưng phấn của em á trùng bước, nó mệt. Em không cảm giác ăn nữa, em bỏ ăn luôn, em vô liều em nằm. Mà mấy bạn ở ngoài nói thôi Hiền ăn đi, Hiền ăn với có sức để leo xuống. Mà em không nghĩ đến đồ ăn, em muốn đi ngủ. Mà trong lòng em nói trời giá trời trời mưa đi, quay ăn không được đâu. Ý như rằng chị mưa quá trời luôn. Cái miệng cũng ít ác lắm, cái miệng cũng ít ác lắm. Thì em ăn cũng được, em không cho ai ăn hết. Mưa từ 1 giờ đêm đến 5 giờ rưỡi sáng mà liều tụi em là ngập nước. Rồi rác rến lên bờ nó là thảm cảnh đó chị. Em đem hai bộ đồ mà ướt hết hai bộ. Sáng là cuối cùng leo xuống là không bận bộ nào hết. Không có chị, có bận bộ ướt nhưng mà bởi vậy em mới bị cảm nè. Ban tổ chức cho tụi mình cái chiếu tôi với bà này ngủ coi. Không, ý em đang muốn chia sẻ là tại sao có nghĩa là em với em nói là em không nghĩ là em leo được đến đỉnh và em không nghĩ là em xuống được đến hôm nay. Mà nhờ là em biết là nhận được cuộc gọi là Trân, trời ơi em ủng hộ anh lâu lắm rồi đó. Em có nói là chương trình
trình ráng kiếm người sao 5 điểm như anh thôi là em mừng rồi. Rồi bên kia tao ngồi cho bên kia tao nói một chút. Thôi bên đây nói xíu. Bà bên kia lăn quá tôi qua tôi coi giùm cái bên đây đứng hình luôn. Nãy giờ nghe bên đây nói thấy ngợp dạ. Không Hùng? Dạ không ngợp chị ơi. Bạn thấy cảm giác bằng nữ như bên kia này như thế nào? Dạ cái bên kia dạng như đang cao trào nói phải để nói hết không nói không chịu được. Mình thì học đại học quản trị kinh doanh nhưng mà làm công việc của mình là về tổng vụ. Tổng vụ là về các mảng như đối ngoại ở ngoài với các quan nhà nước, cơ quan ban ngành, ví dụ như về các mảng như về lĩnh vực môi trường, chữa cháy, nói chung là các mảng luôn. Ủa là sao không hiểu ta, tức là tại... mama tổng quản hả? Là đúng rồi. Lý do tại sao đến 30 mấy tuổi vẫn chưa tìm được một nửa của mình? Dạ, tại vì mình quan niệm là trai đàn ông á là mình phải trên 30 tuổi mới lập gia đình. Còn ở dưới là độ tuổi 30 á thì mình chưa nghĩ tới. Có bạn thì tình bạn và cũng đi học rồi cũng quen, đi làm cũng quen. Nhưng mà mình chưa nghĩ tới cho nên là mình chưa nghĩ khi mà đạt qua độ tuổi 30 á thì lúc đó là thời gian qua rất là nhanh. Cái duyên á thì nhiều khi nó đến nó chưa biết lúc nào. Ta nói là hữu duyên thiên lý mà năng tương ngộ. Vô duyên đối diện thấy thương liền. Dạ không, chưa phải câu đó, chưa phải câu đó. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Chưa có duyên đến với chương trình bạn muốn hẹn hò, duyên ngồi kế bên. Hay quá. Rồi đó, nhường bên kia đó, nói đi. Rồi bây giờ không, bên đây không cần hỏi hết trơn á. 2, 3, tiếp. Dạ em cảm ơn chị. Anh Nguyệt Linh có nói là anh sẽ nhận xét, đánh giá giùm em là bạn đó được mấy điểm vậy anh? Hơn điểm anh đó. Về phía đẹp trai. Về phía đẹp trai rồi gì nữa anh? Về phía công việc cũng hơn anh. Dạ, thật ra là mình anh thua đã... anh có cái là anh thua anh xa lắm. Sao giờ gì vậy anh? Anh hai con, anh chưa có con nào. Giờ giúp sao giúp cho cái bạn đó là hơn anh Quyền Linh đi. Không thì để cho bạn đó phải biết về em một chút xíu. Rồi bây giờ em nói về tình yêu đi. Rồi. Thôi tình yêu từ từ chị ăn trước đi đã. Ăn. Rồi ăn. Bạn ơi mình nói thiệt là tâm hồn mình rất là ham ăn uống nên là không biết là bạn có biết nấu ăn không ha? Mình biết làm món kim chi Hàn Quốc. Mình thích biết không, làm thích món không? Em thích. Mình có dịp sẽ làm cho bạn món kim chi, món cơm trộn. Nhà mình có mì gói đó, lát nữa cho mình hủ kim chi nha. Dạ có. Mì gói ăn kim chi ngon lắm nha. Dạ. Đúng rồi anh. Vậy bạn có biết nấu món gì cho bên kia ăn không? Nói chung là em cũng biết nấu nhiều món, đặc biệt của em là món tả bí lù á. Ở nhà em có gì em trộn vô hết nguyên nồi, giống như cơm trộn Hàn Quốc vậy chị. Rồi tiếp. Em có sở thích là thích học về ngôn ngữ. Có nghĩa là em học tiếng Hoa, xong rồi hiện giờ em đang học tiếng Nhật nữa. Vì đam mê của em là được đi Nhật một chuyến khi mà nhìn thấy cảnh hoa anh đào và được giao lưu với những người Nhật. Tao làm thử câu chào bạn bên kia. Nói tiếng Nhật đi. Konnichiwa. Konnichiwa. Watashi wa hito moshimasu. Hun-san, Hun-san. Hi, Hun-san. Yeah, hi. Dozo oroshiku odegashimasu. Yeah, domo arigato. Toyota ma ya. Là gì vậy? Là cái gì vậy? Mình dịch đi, mình phải dịch đi. Dạ không, dịch tụi em mới trao đổi họ tên với nhau và rất hân hạnh làm quen với bạn Dojo Yoroshiku. Rồi thôi nói tiếng Việt cùng tôi cái. Bây giờ cái tính bạn bên kia đã thể hiện hết rồi, bạn thấy sao? Mình thì cũng không có đòi hỏi gì cao hết. Quan trọng là tính cách thôi. Chứ ngoại hình thì đối với mình là cũng không quan trọng. Tính cách là hiền, nhân hậu và đặc biệt là chia sẻ thông cảm với người bạn đời của mình. Chia sẻ ở đây là mình phải hiểu thật sự thương và có những lúc cuộc sống nó cái gì đến, nó chuyện đến rất là bất ngờ, không ai biết trước được, nhưng mình hiểu, mình chấp nhận cái cuộc sống mình đang có cái gì và từ từ mình sẽ bước lên. Qua thời gian đó khoảng mười mấy năm sau mình sẽ có những cái gì mình mong muốn, chứ còn mà một lúc mà hiện tại mà đòi thì mình không có. Cảm ơn bạn. Bạn cảm nhận như thế nào về người bạn trai bên kia? Dạ em nghĩ em rớt dòng gửi xe à chị. Có chữ hiền ở chỗ em phải không làm nổi. Hiền ở đây không phải là hiền dữ. Hiền ở đây là cái tâm mình đó, chứ không phải là cái hiền. Tâm em là tốt lắm chị, em tốt bụng lắm luôn á chị. Bụng em tốt ăn cái gì cũng không sao á chị. Rồi bây giờ trước khi tôi qua coi mặt giùm nè, em có yêu cầu gì, cái gì, điều gì em không thích ở cái người bạn trai của mình không? Em không thích bạn em có tính độc đoán, gia trưởng. Em muốn bạn trai em giống anh Hoàng Linh một chút xíu, nghĩa là phải biết nấu ăn nè, phải chung thủy nè, phải hiền với anh ấy, anh Huyền Linh đó. Thật ra lúc đầu á, cái tư tưởng của em là kiếm người giống như là vì sao đưa anh tới á chị. Có nghĩa là giống như Dominju á, là đẹp trai, là phải cá lăng, là phải thế này kia. Nhưng mà sao nghĩ là ở trên trời nhiều quá nên mình kiếm không ra. Nên giờ hạ xuống em thấy là anh Huyền Linh là mẫu người em thích nhất. Là hạ rồi đó hả? Là hạ rồi đó. Ô, chào bạn. Không, cái này hơn Quyền Linh, trẻ trung hơn Quyền Linh chắc. Được, được. Mình cứ lo là bên đây... Em á là có cái ưu điểm của em á là không thuốc, không rượu, không cờ bạc và không gái gú lăng nhăng, thích thủy chung. Nhưng mà... Có gia trưởng không? Bên này không thích gia mình trưởng. Mình cũng là một con người là không thích gia trưởng. Không thích gia trưởng ở chỗ là người đàn ông gia trưởng với người vợ là không được. Mình phải là bình đẳng. Bình đẳng ở chỗ là hai bên
phải cùng phải hiểu và thông cảm, phải chia sẻ. Rồi nói nghe nè, mà thí dụ như hai chồng mà hai bên mà nói quá, nói nhiều vậy rồi cuối cùng là rồi lắng động là được bao nhiêu? Tới lúc mà mệt thì không ai nói. Mệt không ai nói? Đúng rồi, sự thật. Vậy mệt làm gì? Mệt thì ngủ. Lúc đó là tâm sự kiểu khác. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến của người thân bạn. Hai bạn thôi nha. Rồi hôm nay bạn Hùng có người thân không? Dạ không, mình rồi. Đi một mình à. Bạn Hiền có người thân không? Dạ có, em có hai người bạn thân. Đâu? Dạ, chị Hạnh với lại bạn Phong. À, xin chào anh chị. Anh chị cảm nhận thế nào về hai người ở trên sân khấu này? À, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. À, hôm nay Hiền đến với cái chương trình này thì Hiền đã xác định được đúng yêu cầu của mình rồi. Chúc mừng Hiền. Sao cười dữ vậy ta? Để con sao nghi ngờ quá vậy? Bạn nữ, bạn đánh giá thế nào về bạn Hùng? Dạ, theo em thì anh Hùng là một người đàn ông lý tưởng để mà có thể chọn làm bạn trăm năm được. Tại dạ, sao? Em... Cụ thể hơn. À, tại vì anh Hùng cũng là ở một cái tuổi mà khá là chững chạc, có công ăn việc làm ổn định. Và nhất là không có tứ đổ tường thì cái đó là điều mong ước của mọi người phụ nữ ạ. Hèn quá thấy chưa? Thấy khen rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho hai người gặp mặt nhau nha. Chúng ta sẽ kéo màn lên, nào. Hai phút dành cho hai bạn, bắt đầu. À, chào Hiền. Dạ, chào anh. Mỗi người nói một anh phút. Anh có muốn quà tặng? Dạ, em cảm ơn, sao anh không mua bánh cho em? À, anh không biết. Em muốn anh làm bánh cho. Dạ, gì hả? Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Anh có câu hỏi gì cho em không? Có. Em quê ở đâu? Dạ quê ở đây. Quê ở đây. Anh ở Long Thành. À, Bà Sữa Long Thành đúng không anh? Rồi. Khi nào có dịp về Bà Sữa anh cũng hay lên về. Thôi cần gì có dịp, mấy mốt anh mang kẹo bánh nhiều Long Thành lên cho em được. Okay. Rồi. Em ở quận mấy? Dạ em ở quận 3. À quận 3. Dạ. À, em muốn câu hỏi nữa là lát nữa anh có nhấn nút không? Dù gì nữa đã đến đây thì anh nghĩ cũng có duyên rồi. Dạ. Thì em có muốn cùng anh quay vòng xe may mắn không? Em muốn chứ, cái gì chứ, cái đó em muốn. À, anh có ấn tượng gì về em? Em thì rất là cá tính. Dạ. À, sẵn em cho anh coi hình đợt gia đình em cho anh. Dạ. Nhìn em trong hình với ở đây khác lắm. Em của ngày hôm qua với ngày hôm nay nó khác lắm. Đây là mẹ em á hả? Dạ đúng rồi. Rồi chào mẹ đi. Chào mẹ. Dạ. Dạ em cảm ơn. Còn hỏi gì nữa không? 30 giây cuối cùng. Thôi thấy hợp rồi đó. Thôi hết giờ rồi đó. Cặp này cũng sợ, được đó. Em nói nhiều quá, hư chương trình. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định nhấn nút. Nút nhấn là nghĩ nói nha. Dạ em sẽ cố gắng. 3 tiếng đếm. 1. 2. 2 rưỡi. Nó nói lúc bấm, em không nói rồi. Em lo lắng quá chị, em bồn chồn quá. Tự quyết định luôn đi, tự đếm, tự bấm luôn đi. Rồi 3. 3. Sư phụ. Xin mời em ngồi ghế màu trắng. Dạ thôi em ngại đó. Hai người có thể nắm tay nhau để cảm nhận những giây phút đầu tiên gặp nhau. Còn muốn hôn hôn luôn đi. Ôi anh kỳ quá à. Em ngại. Okay. Em đang đói, em không làm được. Để anh ơi đi em làm. Đang đói không nổi. Rồi chúc mừng hai bạn. Dạ. Và chúng ta sẽ chờ để quay vòng quay may mắn. Thì em nhiều nhưng không có sâu sắc lắm. Dạ. Tình nhiều không sâu sắc là sao? Dạ tình toàn là tình thương tật gãy cánh đứt đuôi không. Tình gì lạ vậy trời. Tình thương tật gãy cánh đứt đuôi hả? Thì nó không đến được với nhau thì thương tật rồi anh tổng thương thôi. Nghe bị đắt quá. Dạ, tình thương tật gãy cánh đứt đuôi. Dạ. Ừ, đầu tiên tôi mới nghe tình yêu vậy đó. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ em tên là Phạm Thành Dẫn, 34 tuổi, quê ở Long An. Em từng làm kỹ sư điện từ Trung Hoa và công việc em đang theo đuổi là quản lý nông trại gia đình. Rồi mình giới thiệu nào. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quỳnh Linh, chào bạn Nam. Em tên là Lê Thị Giang Thanh, năm nay 26 tuổi,
Dạ, công việc hiện tại của em là bartender tự do và là PG bán hàng là... Em đến từ Đắk Lắk ạ. Ủa là sao em làm việc ở Đắk Lắk, ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, em đang làm việc tại Hồ Chí Minh anh ạ. Còn bạn Nam là bạn đang làm trang trại ở đâu? Đắk Lắk anh. Đắk Lắk hả? Dạ. Ủa, ngược, Đắk Lắk hay Long An? Ngược đường vậy. Tức là bạn kia quê ở Đắk Lắk nhưng bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn bạn này ở Long An nhưng bạn đang làm trang trại Đắk Lắk. Ồ vậy à? À, thực ra thì em cũng có chia sẻ với chương trình là em rất là thích quen bạn trai ở Đắk Lắk, tại vì nhà em thì cũng ở dưới đó hết. À, sau này thì em cũng có hướng lập nghiệp là sẽ về Đắk Lắk. À, về Đắk Lắk à, hả? Dạ, vâng ạ. Đắk Lắk ở buôn nào? Dạ, em ở Cà Đông Bắc Đắk Lắk ạ. Rồng Bắc. Dạ. Dạ em cách đó tầm 85 cây số. À vậy à. Rồi thôi về nước Rồng Bắc làm trang trại cũng được mà. Đắk Lắk là quê hương thứ hai của em. Ủa vậy đó hả? Ồ vậy là hợp lý rồi ha. À, vẫn có thể nói cho bạn gái biết những cái ưu khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là tâm tính ngay thẳng, biết quan tâm tới mọi người, biết tự lập. Có điểm yếu gì không? Ngoại hình của em không có quan tâm, hình như ít quan tâm tới ngoại hình. Dạ, em hay nhát, nhát gái anh. Nhát gái. Nhát gái cũng ngồi ở đây nè. Dạ, dạ đúng rồi. Mà dạng gái là đâu có ngồi đây đâu ha. Rồi giờ mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi cưng. À, ưu điểm của em là biết hát, biết nấu ăn, biết pha chế các loại đồ uống. Còn nhược điểm của em thì là em khá là thẳng tính, với lại khá nhút nhát khi mà đối diện với đám đông. Chứ có nghĩa là con trai có nhát không? Có thì thường em chỉ đứng nhìn người ta, nếu mà người ta lại nói chuyện thì mình mới dám nói chuyện, không thì em cứ đứng vậy đó. Bạn kia cũng nhát quá trời kìa, bạn nói bạn nhát gái quá trời. Như vậy thì em đã có mấy mối tình rồi? Dạ em có, chính thức thì chỉ có 2 mối tình thôi. Cái mối tình mà gần nhất để em chia tay rồi là được mấy năm rồi? Dạ 3 năm. Em với bạn đó thì là đồng tuổi, mà lúc đó thì em chỉ mới có 23 tuổi thôi. Ừ. Lại bạn muốn có một đích tới cùng nhau và kết hôn sớm ấy. Ừ. Cho nên là em thì lúc đó, cái khoảng thời gian đó là em chưa có nghĩ tới là việc là mình sẽ kết hôn. Mà nếu mà bắt bạn chờ quá lâu, khoảng 4 đến 5 năm nữa thì em nghĩ bạn không có đời được. Thì em chủ động em dứt. Vẫn có mấy mối tình rồi? Tình thì em nhiều nhưng không có sâu sắc lắm. Dạ. Tình nhiều không sâu sắc là sao? Dạ, tình toàn là tình thương tật gãy cánh đứt đuôi không. Tình gì lạ vậy trời? Tình thương tật gãy cánh đứt đuôi hả? Thì nó không đến được với nhau thì thương tật rồi anh tổng thương thôi. Nghe bị đắt quá. Dạ, bị đắt mà. Tình thương tật gãi cánh đứt đuôi. Dạ. Ừ, đầu tiên tôi mới nghe tình yêu vậy đó. Tình yêu thương thật á. Có cái mối nào mà nó dài dài mà tình cảm sâu đậm gì không? Dạ không anh, tại vì em đa số là đường ăn uống của em thuận lợi nhưng đường tình duyên của em nó lận đận lắm. Rồi lý do sao mà đứt đuôi gãi cánh rồi nó? Dạ nó què quặt. Hả? Nó quẹo quắt, nó ghê vậy? Chắc có lẽ là quen đúng người nhưng hiện tại cái thời điểm đó là người ta chưa muốn quen. Người ta chưa có tìm ra được cái sự ổn định ở chỗ em. Em có thể cho chương trình biết là em ước mong có một người bạn gái như thế nào không? Biết chia sẻ, có duyên, ngoại hình thì nhìn xinh xinh. Chỉ cần vậy thôi? Dạ, đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi? Dạ, đơn giản vậy thôi. Vẫn không thích điều gì ở phụ nữ nào? Nhìn cái đó thấy ghét quá kìa. Không biết, không thích người phụ nữ chuyện nhiều. Chuyện nhiều à? Dạ, chuyện nhiều, chuyện chuyện nhiều đi cho nó nhẹ anh. Không, chuyện nhiều nó khác à nha. À, nhiều chuyện nó khác à. Chuyện nhiều chuyện ít ít, nói chung là không thích nhiều chuyện đúng không? Dạ đúng rồi. Được chưa? Được rồi, bây giờ thăm nhà gái rồi, nha. Mời ông. Dạ, chào chú Quỳnh Linh ạ. Trời ơi, chào cô gái. Dạ. Đắk Lắk, nhà gái thích có một chàng trai lý tưởng như thế nào? Em thích một người con trai điềm đạm, có một nụ cười tươi. Điềm đạm, nụ cười tươi. À, không gia trưởng, không vũ phu. Không gia trưởng, không vũ phu. Dạ. Có gia trưởng không? Dạ em không gia trưởng, em lớp trưởng. À, có vũ phu không? Dạ không có vũ phu anh. Có phụ nữ không? Không anh, em men anh, có chuột anh. Rồi mình hỏi ý kiến người thân góp ý coi sao. Này bé đi với ai nè? Em gái họ của em với lại 4 người bạn của em. Đầu tiên thì con thấy là ngoại hình thì ổn. Một phần là chị em muốn tìm một người là tiến tới đi xa hơn, chứ không phải là một người quen như nửa chừng rồi gãy gánh như anh nói như vậy. Nên em nghĩ là anh phải suy nghĩ chững chạc hơn trong mối quan hệ. Tại vì chị em không có muốn là đi tìm quá nhiều, chốt một người để đi đến cuối đời thôi. Anh rất là quan tâm tới bạn gái. Chỉ có cái khúc đầu là anh hơi quên tên. Tiếng nghe là khúc đầu là hơi nó nhỏ. Dạ chị em tên là Lê Thị Giang Thanh. Dạ à, anh cũng nghe mơ mớ vậy. Nhớ chứ không phải là mơ mớ nữa nha anh, nhớ. Nhớ nha. Thanh đó. Rồi cảm ơn nhà. Cảm ơn em. Nhà gái. Mời đại diện nhà trai, vẫn đi với ai? Dạ đi với ba và gia đình. À, có ba bạn bè ha. Dạ. Rồi, chào bác. Chào chú, chào cả nhà trai. Tôi họ nhà trai là Phạm Văn Thành, ông già Phạm Thành Dẫn.
tôi cũng hoan nghênh cho hai con. Nếu mà được tán thành là bấm nút là tôi rất là hoan nghênh. Rồi thôi nói nhiều đó, không nói dài nữa. Mê cái chỗ bấm nút à. Mê chỗ bấm nút ha. Mê cái chỗ bấm nút. Chỉ mong bấm nút luôn ha. Chứ cảm ơn đấy. Tới luôn hả chú hả? Tới luôn á. Rồi ok. Tới là làm cho tới luôn, làm liền luôn. Đám cưới đâu làm liền. Gia đình là chuẩn bị hết rồi đó. Đó. Cả nhà mình đi đủ hết trơn hả chú hả? Cả nhà luôn. Giới thiệu sơ sơ coi. Đây là chị vợ. Cô là dì hai ruột của Dẫn. Dẫn ơi, dịu dàng với nhẹ nhàng dì hai thấy có. Cái phần ngoại hình đó thì mong manh cao. Đó thì bây giờ là tùy con lựa chọn. Nhưng mà gia đình cũng nôn lắm rồi đó. Muốn như quê mình thủ thừa mình trọng gì chú? Nói chung là gia đình của Vẫn á là ở thủ thừa là gia đình kinh doanh. Còn Vẫn á thì hiện tại là quản lý đất ở trên Đắk Lắk ở Esup. Đời trước đó là Vẫn là cũng là tốt nghiệp là kỹ sư, lương cũng đã 16-17 triệu rồi. Dạ, nhưng mà không hiểu một cách nào thì anh ta đam mê về nông nghiệp. Rồi bắt đầu là cho ra đường lạch trên Đắk Lắk là từ một thân một mình đó rồi. Thân một quản lý. Dạ, à. Quản lý coi như là vừa cao su mà vừa có trái cây, vườn trái cây. Tổng cộng cả gia đình là tới ba gia đình là cũng phải là 50 mấy mẫu. À, 50 mấy hecta. Mà một tay Vẫn. Một tay Vẫn quản lý. Trời ơi. Bao nhiêu mẫu? 50 đi mẫu. Đi vòng vòng. 50 mẫu. 50 mẫu hả? Dạ, cả gia đình. Dữ vậy trời. Riêng của Vẫn là 30, còn tức là ba nói đó, một mình Vẫn thôi là 30 hecta rồi. Là của riêng Vẫn. Còn lại là 20 hecta là của các dì các cậu. Thôi về Đắk Lắk luôn. Về luôn. Kiếm về Đắk Lắk luôn. Tôi nghe mẫu mẫu thôi tôi mừng quá. Nông dân cực khổ lắm anh. Hả? Nông dân cực khổ lắm anh. Cảm ơn họ nhà trai nhà gái. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Vẫn. Em chào anh, để em tặng trước nha. Dạ em có món quà tặng anh, đó là hai quyển sách em rất là thích, đó là Đắc Nhân Tâm và Đừng Đi Ăn Một Mình. Dạ. Còn cái này là cà phê sữa em đã pha sẵn cho anh rồi, em tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Nặng à. Đây là trái cây anh trồng ở trên Đắk Lắk á, quê hương mình á. Dạ. Đây là khung ảnh có gia đình khi mình bắt động nó sẽ sáng. Rồi năm sau đi chơi trung thu với anh. Dạ em cảm ơn anh nhiều, món quà rất là dễ thương ạ. Đây đây, để đây cầm nổi không vậy? Nặng quá phải không? Dạ. Em cái ăn này thử là em tự làm luôn hả Dẫn? Dạ đúng rồi. Cái khung hình đó. Em có thử hương vị của Đắk Lắk không em? Dạ em thử nha. Thử đi thử đi. Con mời cô ạ. À rồi rồi cảm ơn. Dạ. Cái này là vườn nhà mình đó hả Dẫn? Dạ vườn nhà mình. Dạ mời. Trồng gì Dẫn? Dạ em trồng đủ loại trái cây anh. Này gì đây? Dạ nhãn anh. Nhãn hả? Dạ. Trời tròn do là ta đã ra. Dạ cái nào tròn mình thích hết. Nhãn, xoài, rồi quả na, mấy cầu na. Trời giỏi quá. Dạ. Rồi mời tâm sự đi nè. Dạ. Giỏi quá anh Dẫn, anh Dẫn vàng quá anh Dẫn ơi. Dạ cảm ơn chị. Đó trò chuyện đi. Nào uống miếng cà phê của em gái Đắk Lắk đi. Dạ con có chuẩn bị cho chú với lại cô ở dưới sân khấu ạ. Có luôn đó hả? Dạ vâng ạ. Rồi bữa nay ăn nhãn cà phê. Trời ơi. Cà phê Đắk Lắk số 1. Cảm ơn anh. Ta yêu nhau thì đưa về Buôn Mê Thuột. À, anh lần đầu tiên anh nhìn em thấy em rất là dễ thương. Anh rất là có thiện cảm. Dạ. Em cũng thấy anh thì em cũng thấy rất là dễ thương, rất là điềm đạm và trưởng thành. À. Dạ. Cảm ơn em. Rồi về mình hẹn hò sao đó tính coi. Hầu như thời gian rảnh của em cũng ít. Thường là đi chơi thì em sẽ đi chơi sau giờ tan làm ấy. Cuối tuần thì em sẽ được nghỉ. Dạ. Không mình trốn đại hẹn hò đi em. Trốn đại đi. Không ai la đâu. Hay là những cách nào đó kéo cô về trở quê hương của mình đi Đắk Lắk đi. Nếu rồi. Mà em muốn quay về yêu nhau thì về Buôn Mê Thuột. Anh sẽ đón em. Dạ. Rồi. Khoảng bao lâu thì em có thể chuẩn bị cho cái chuyện kết hôn em? Em thì chỉ cần gặp đúng người, đúng thời điểm thì em kết hôn thôi. Tại vì là em cũng không có đặt mốc. À vậy đúng lắm mà, cái đó vậy đúng lắm. Dạ. Nhìn cái là đúng nè. Dạ. Nhìn đối diện cái là đúng nè. Các bạn có ghen không? Em không. À, anh có. Anh... Em thì em ghen đúng chứ em không có ghen sai. Ai cũng đúng hết em. Nhưng mà nếu mà phản bội hay là gì là thôi em chấm dứt luôn. Có nghĩa là em không, em rất là thẳng, tính của em cực kỳ thẳng luôn.
Dạ. Lạng lạng là anh thấy là anh ghen liền. Thấy nào lạng lạng vòng vòng là ghen liền. Vẫn ai ạ? Khoái mấy người có ý đồ nó mới nói thẳng luôn. Dạ. Ghen, tôi ghen, không có sĩ diện gì hết trơn trời á. Ừ. Nếu vậy thì bây giờ em phải tính cái công việc. Dạ. Nghĩa là hiện giờ công việc của bạn á là bắt buộc là bạn phải có những cái mối quan hệ. Dạ. Ừ. Những khách hàng rồi này kia nọ, công việc người ta đến ăn uống này kia nọ các thứ. Thì em coi coi là tuốt ở Đắk Lắk vậy đó, rồi người ta ở đây vậy đó, mà ghen vậy đó rồi tính sao? Thì em sẽ tới thăm thường xuyên hơn. Và chắc chắn em sẽ cố gắng. Bây giờ nè, em cứ bước tới nắm tay bạn gái đứng lên hỏi nào. Theo em thì khoảng bao lâu em có mời về Đắk Lắk? Em khá là lành rồi luôn. Anh cũng rung lắm, rung lắm. Tim đang sao động. Khoảng bao lâu em về Đắk Lắk? Tết thì em về. Vậy thăm anh nha. Dạ, có thể là em về luôn. À, dạ. Rồi, anh sẽ tại đón em là... Dạ, tại vì ở Sài Gòn thì cũng đâu có ai đâu. À, anh sẽ đón em tại bến xe. Đứa nắm tay nguyên chưa đâu. Vẫn hai tay nắm tay đi, nhìn nhau. Bây giờ giao lưu văn nghệ tí này cho nó tình cảm nào. Này em hát tặng một bài nhé. Khi gặp nhau phút đầu từ anh mất, anh đã trao nụ cười. Khi ngày ngùng em nói, mình cầm tay nhé, đưa anh qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng, chẳng em đã yêu anh từ lúc này. Nghe nhịp đập con tim, lòng mình thổn thức. Em muốn ta là của nhau. Anh cũng tặng cho đi. Em một bài hát Hoàng tử trong mơ, hy vọng anh sẽ là hoàng tử đó. Chắc chắn rồi. Ai lớn lên không một lần yêu, khi biết yêu thì mơ mộng nhiều. Mơ người yêu thì chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngấu trăm năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời yêu chỉ yêu em mà thôi. Hoàng tử của em, hoàng tử của em. Được đó Dẫn. Dạ. Được đó. Thôi về đi đi. Vậy mà bạn em nói em kêu bỏ hát thì được không hát? Không được mà, có duyên mà. Trời ơi, hôm nay duyên ngầm đó nha. Chúng ta đã trò chuyện với nhau, đã trao đổi câu chuyện nãy giờ rồi. Tay cũng đã cầm tay, mắt chạm mắt. Vấn đề còn lại là con tim có rung động thật sự hay không. Nếu đúng, chúng ta bấm nút. Không thích, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. 2 tiếng sạch đồng điệu luôn. Trời. Rất đồng điệu luôn. Mừng quá, con tim đỏ au luôn. Được rồi đó. Dễ thương quá à. Rất là xứng đôi, đứng xứng đôi không chú hả? Trời ơi, ông ba mừng quá rồi, ông ba về. Ba nói câu không ba? Thì ba đây là ba của Dẫn, nuôi con này là cũng ba mấy mấy năm rồi. Muốn con có được tạo lập gia đình, được hạnh phúc như ba với mẹ. Vậy là ba rất là mãn nguyện rồi. Ba muốn tiến hành cử hôn nhân cho nó sớm trong cái năm 2020 này luôn. Trời ơi! Rồi. Ba có bằng lòng với cô con dâu tương lai này không? Ba rất là bằng lòng. Cảm ơn bác. Dâu tương lai nói gì với ba chồng tương lai đi. Em hứa với toàn thế giới, toàn nhân loại, em sẽ báo hiếu thành công. Báo hiếu thành công. Rồi. Em nói câu gì đi. Con hứa bác là con sẽ cô con dâu tốt và ba biết quan tâm lắng nghe. Dạ. Ba cũng mong được ham có dâu lắm, ham có dâu lắm, mà có dâu được rồi rất là mừng. Đúng rồi, nếu mà hai con chấp thuận rồi thì cha với mẹ cũng tiến lễ hôn nhân cho nó lẹ làng, cho nó trong năm 2020 này luôn, trong không cho có nó hai tháng nữa. Ba thích có cháu nội không, nói luôn đi. Thích chứ, thích cháu nội lắm. Mà nếu vẫn có được cháu nội trai chắc đội đầu không. Hứa có cháu nội trai thành công. Rồi, rồi chú. Rồi. Tuyệt vời ha. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt vời đó. Nay trọn vẹn cả nhà chứng kiến cái cảnh này là hạnh phúc rồi. Dạ, con hứa với nhà gái là con sẽ đón bạn gái về Đắk Lắk. Và con sẽ quan tâm, chia sẻ với bạn gái. Mong gia đình bên gái cho con thực hiện cái nghĩa vụ của chương trình. Đúng rồi, xin liền luôn vậy đó. Rồi, không đi. Xin trước luôn. Dễ thương đấy. Rồi, một cái bức tranh hạnh phúc trọn vẹn nha.
Chúc các bạn mãi mãi như thế. Chúc cho tình yêu thăng hoa đủ lớn. Và chúc cho một ngày nào sớm nhất các bạn sẽ làm vui lòng cha mẹ, đặc biệt là thông báo cho chương trình là thành công. Thành công, đám cưới thành công. Ok. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bạn sản phẩm nước khoáng ghềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chắc ba cầm giùm đi ba. Thấy tội ông già không? Lại chào gia đình bên nhà trai cái đi bạn gái. Đó. Đó. Đây, 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 đây. Đó. Ủa, chào nhà chào gái bên đây rồi. Đây đi thẳng bên đây luôn cưng. Rồi. Trời ơi. Vâng, xin mời quý vị chúng ta tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Và điều quan trọng nhất em mong muốn đó là người bạn gái đấy sẽ nói nhiều hơn em. Em sai lầm rồi đó. Có nhiều người đàn ông cũng vậy đó. Tốt gì bạn gái mình nói nhiều hơn mình. Tới chừng về nói nhiều rồi mệt mỏi lắm em ơi. Không, nhưng mà nói nhiều thôi, vậy cho nhà cửa cho nó vui cũng được. Không có vui đâu em ơi. Vậy là hiểu bên nào nói nhiều hơn rồi đó. Cũng em với anh ơi. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ thì anh trai hãy giới thiệu lớn lên cho bạn gái cùng nghe nha. Thì lần đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chị Hồng Vân ở bên kia và bạn bé gái và tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Xin tự giới thiệu về mình, em tên là Lưu Hoàng Minh và năm nay 29 tuổi, hiện đang sinh sống ở quận 12 và làm việc ở quận Tân Bình. Công việc của em là kỹ sư phần mềm. À, mình giới thiệu về mình đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia. Em tên là Võ Thị Mỹ Hằng, hiện tại năm nay em 27 tuổi. Đến từ Lâm Đồng và hiện tại em đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh ở quận Nhất ạ. Em hiện tại đang là chuyên viên tư vấn tại một công ty bảo hiểm Canada. Rồi. Bây giờ sẵn đây mình nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn. Thì mọi người hay nhận xét em là rất là hiền, chị có thấy vậy không ạ? Hiền, em hiền. Dạ, rất là hiền, dễ thương và khéo tay, có sự cảm thông và lắng nghe đối với mọi người. Dạ. Mình có điểm yếu gì không? Dạ em có một cái điểm yếu đó là hay quên. Dạ nhiều khi quên bạn trai nhưng mà những cái ngày kỷ niệm như thế này hay quên lắm. Điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu cho nhà gái biết đi. Thì điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết mà làm việc nhà và nấu ăn. Đúng. Nấu ngon không? Ăn chắc là sẽ ngon anh. Sẽ ngon rồi. Không có hút thuốc, cũng không có rượu bia. Tốt. Điểm yếu của em là do đặc thù là em làm công việc IT thì em cũng hơi khô khan một chút. Không sao, có tình yêu nó sẽ ướt át liền. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Hiện tại thì mối tình chính thức thì em chưa có. Thì trước giờ em chỉ có yêu đơn phương người khác thôi. Chưa yêu đơn phương lâu không? Cũng không lâu nhưng mà nhiều. nhiều đơn phương luôn hả? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao em cứ yêu đơn phương em không dám nói hay sao? Không, em cũng có tỏ tình 2 lần nhưng mà cũng thất bại. Người nào nở lòng nào trả lời để thất bại vậy ta? Đó, nhà trai như vậy đó, yêu đơn phương nhiều lần, thất bại nhiều lần. Thất bại nhiều lần. Chưa có mối tình nào luôn. Chưa có mối tình nào luôn, đó đúng là rồi. 29 tuổi rồi đó nha bé. Rồi bây giờ mình bên đây tình yêu của mình sao nè? Dạ, em có một cái mối tình chính thức, yêu nhau khoảng 5 năm, chia tay cũng được hơn 3 năm rồi chị. Lý do chia tay? Tại vì hai tụi em thì mỗi người một cái hướng đi. Bạn trai em thì muốn về quê lập nghiệp, còn em thì em muốn ở đây. Thì đó là chính là lý do tụi em chấm dứt. Bất đồng quan điểm đó. Dạ. Ha. Thôi để em mới hỏi đi kìa. Chào em gái. Dạ, chào dễ anh thương. Linh. Bây giờ em muốn tìm một mối tình mới, nửa mảnh ghép dành cho cuộc đời của em như thế nào? Mọi bạn trai của em thì cao hơn em. Tại hiện tại là em 1m65 rồi. 65 thì... hả? Rồi, em muốn 66 trở lên được. Em muốn một bạn cao khoảng hơn 1m7. Đó. Và thân hình rất là khỏe khoắn. Tại vì em rất là thích chơi thể thao. Dạ. Và bạn ấy thì chân thành, biết chia sẻ và đồng hành cùng em trong công việc lẫn cuộc sống. Bây giờ em nghe em gái nói vậy em được bao nhiêu phần trăm em trai? Thằng để tôi qua tôi. Em nghĩ chắc cũng được khoảng 60-70. 60-70 hả? Chứ anh nghĩ 90 đó. Dạ, em chào chị Hạnh Phúc. Cái hình mẫu lý tưởng của em về người bạn gái là như thế nào? Hình mẫu lý tưởng của em thì em mong muốn người bạn gái mình cao trên 1m50. Yên tâm đây, nãy mới nói 1m65 rồi, dư luôn. Dạ, tóc dài. Dài luôn, có dài luôn. Dạ, hoạt bát và năng động.
Có luôn, hoạt bát năng động luôn. Và điều quan trọng nhất em mong muốn đó là người bạn gái đấy sẽ nói nhiều hơn em một tí, tại vì em cũng hết. Em có nói nhiều không? Em nói từ lúc chị. Em sai lầm rồi đó. Có nhiều người đàn ông cũng vậy đó. Tốt gì bạn gái mình nói nhiều hơn mình, tới chừng về nói nhiều rồi mệt mỏi lắm em ơi. Không, nhưng mà nói nhiều thôi, vậy cho nhà cửa cho nó vui cũng được. Không có vui đâu em ơi. Cưng, mình đi với ai cưng? Dạ, hôm nay em đi đến với em trai, với chị sếp và các đồng nghiệp của em. Rồi. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chào tất cả các anh chị ở trên khán phòng này, cũng như tất cả các anh chị xem đài. Thì may mắn ngày hôm nay bạn Hằng đến đây và có chia sẻ là chị sẽ trao đổi một tí với Minh nha. Thì Minh nhìn rất là hiền, dễ thương. Em của chị cũng được cái hiền lắm, nói nhiều một chút thôi. Vậy thì bây giờ chị hỏi Minh một câu, khi mà lập gia đình với nhau á, thì em muốn hai bạn sống ở ngoài hay là sống chung với gia đình? Điều này thì em cũng nghĩ rồi, và em sẽ quyết định là tôn trọng quyết định của bạn gái. Nếu bạn gái là con một của gia đình và muốn ở cái gần chăm sóc với cha mẹ của mình thì em cũng có thể qua ở rể. Và nếu như cô ấy không ngại làm dâu thì có thể qua bên nhà em cùng sống. Ừ, rồi chị cảm ơn Minh. Vậy thì theo em là một bạn nữ làm ở công việc ngành ngoại giao như vậy, thì bạn đi rất là nhiều và bạn gặp tương đối cũng khá nhiều khách hàng một ngày. Vậy thì điều đó có làm cho em ngại không? Thì em cũng không nghĩ là sẽ ngại. Nếu như mà tình cảm mà đủ tin tưởng lẫn nhau thì cái điều đó không quan trọng. Chị thêm câu nữa nha. Dạ. Minh rất là dễ thương, thật ra hỏi để cười xem có gì nói cho đứa em á mà. Theo Minh á, một mẫu bạn gái không biết nấu ăn thì đối với em nó có khó khăn gì không? Cũng không khó khăn, nếu như không biết nấu thì em có thể nấu. Và sau này cũng thể chỉ có thể chỉ cho bạn ấy nấu được vài món cơ bản cũng được. À chỉ, dạ. Nhưng mà em có nấu luôn được không? Được luôn chị. Được luôn, dạ. Rồi, thôi chị hỏi tới đây chị nghĩ chắc đủ rồi. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi. Đấy. Em Minh đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và các bạn đồng nghiệp. Chào Văn và chào chú Quyền Linh. Thì chị đây là mẹ của Quyền Linh Hoàng Minh. Cô thấy sao cô? Thì cô thấy cô này cũng dễ thương, cũng thấy cũng vui vẻ. Thì cô ok rồi, gặp Minh được là cô được à. Rồi đại diện đồng nghiệp của Minh nói câu gì đi. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Chào chị, chào anh đàn gái và chào tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Dạ con tên là Ngọc, là đồng nghiệp của anh Minh, làm chung công ty. Thì nhận xét của con về anh Minh á, là anh Minh rất là hiền lành và dễ tính, người cực kỳ dễ tính luôn, rất biết thông cảm cho người khác. Có thể là anh Minh không phải là người về, giỏi về ngoại hình, không giỏi về ăn nói, nhưng mà anh Minh rất là chân thật. Và chị nghe em hỏi thật sự là chị, hỏi chị là lúc mà anh Minh nói về những cái mối tình mà anh Minh không tỏ tình không thành công thì chị nghĩ như thế nào ạ? Cái điều đó nó cũng rất là bình thường thôi. Tại vì đối với Hằng á, thì khi mà Hằng bước trong một mối quan hệ, Hằng cũng quan trọng cái người rất là người ta chân thành. Hằng cũng rất quý trọng điều đó, tại vì trước đây khi mà Hằng quen những cái mối tình của Hằng á, thì Hằng chỉ biết một người đó thôi. Ủa rồi chị, cô muốn hỏi chút xíu đây. Vậy sao trong công ty của Minh có nhiều đồng nghiệp nữ vậy mà sao Minh không cua được ai vậy? Dạ, đây thật ra mà tụi con nhớ anh Minh giống như là một anh cả rồi, những người em. Tại tụi con quý anh Minh như là anh hai vậy đó. Tại vì anh Minh cũng lớn tuổi hơn tụi con cũng một khoảng á, cho nên với lại nguyên một vàng đi theo là mong muốn có chị dâu lắm. À vậy đó hả? Dạ. Chị bên này rất là xinh nha anh Minh, và chị rất là khéo ăn nói, và hy vọng không phải chị ngoại hình thì chị hãy lắng động một chút xíu, và những cái gì em mới chia sẻ thật sự là anh Minh rất là người để chị có thể tin tưởng sau này. Nhìn rồi cho mở rào đi ông mối ơi. Rồi mở rào. Em thấy gánh nặng quá chị. Ráng lên Minh. Dạ. Tấn công Minh. Quá trời quà cáp rồi trời ơi. Bên nhà gái tôi nhận phụ nè. Anh chào em, thì lần đầu tiên anh có một con giỏ hoa tặng em. Ôi xinh quá, cảm ơn anh Minh. Và anh có một con gấu bông này tặng em. Thì mong là những lúc mà cô đơn em he buồn thì có thể nhìn thấy nó và nhắn anh. À cảm ơn anh. Cũng rất là trùng hợp, cái món quà hôm nay em chuẩn bị nó cũng liên quan đến gấu. Anh có thấy mắt em bị thâm không? Thấy. Dạ bởi vì cái món này, để mà làm nên món này em phải thức đến mấy đêm và tự tay em làm. Và em hy vọng rằng từ nay về sau thì anh cũng sẽ có gấu rồi. Em cảm ơn em. Dễ thương quá vậy. Rất là dễ thương. Đi đâu bỏ túi nha Minh. Thì không biết lần đầu mà gặp nhau thế này em cảm nhận đầu tiên về anh như thế nào? Đúng là anh rất là ít nói. Anh cũng hiền. Và cái điều em cảm nhận ở một người con trai mà làm ngành kỹ thuật á, đặc biệt IT đó, rất là chân thật á.
Đó là những cái cảm nhận của em về anh. Thì không biết cái ba ấn tượng gì khi mà anh gặp em. Thì anh đầu tiên là em thấy em có một mái tóc rất là đẹp. Dạ cảm ơn anh. Một nụ cười rất là rạng rỡ và một món quà rất là xinh. Không biết là thường là anh làm công việc á, thì thường là buổi tối hay là cuối tuần thì anh hay làm gì? Thông thường buổi tối thì do anh làm việc nhiều với máy tính cho nên buổi tối anh thường hoặc xem phim hoặc là ngủ để thư giãn mấy thứ, thư giãn đôi mắt. Và cuối tuần thì nếu như có bạn bè rủ thì anh mới đi cà phê, còn không thì anh cũng ở nhà là nhiều. Anh bên có sở thích gì đặc biệt không ạ? Thích xem các môn thể thao như xem đá banh hoặc là xem tennis. Mà anh chỉ thích xem chứ anh cũng không thích chơi. Anh có thích chơi thể thao không? Thể thao thì anh chơi cũng không nhiều lắm. Anh cũng biết chơi bowling. Môn đó em cũng thích đó. Vậy thì hy vọng là sẽ có một ngày mình, một ngày sớm nhất mình sẽ đi chơi cùng nhau. Dạ, em cũng hy vọng vậy. Anh có câu hỏi gì cho em không? Vậy là hiểu bên nào nói nhiều hơn rồi đó. Thôi bí rồi đó. Cũng em với anh ơi. Bây giờ nào hỏi nè, bây giờ mình hẹn hò thế nào, em thích cái gì? Thì em thích buổi hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu? Em thì cũng thuộc tiếp hơi lãng mạn một xíu. Có thể là đi xem phim, ăn tối. Lên tầng 81, uống cà phê dưới mưa. Uống vậy bệnh không? Lãng mạn kệ, nó lãng mạn trước thôi. Mình tính sao? Linh đi coi kịch ma đi. Trời ơi. Rồi thằng nó sợ, nó la lên xong rồi nó phải ôm vô bên đây, ví dụ vậy đó. Đó lãng mạn là vậy đó ha. Tim cái lỗ tai của em là lỗ tai đẹp lắm luôn á. Nếu mà nói về tướng số, lỗ tai này là giàu lắm luôn. Lấy cái người đàn ông này không bao giờ nghèo được luôn á. Tiến tới nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó tặng bạn gái nắm hai tay để giao lưu về cảm xúc. Cho anh. Cưng quá. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ yêu trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Cảm ơn anh. Em gái có thể đáp lại một bài nào đó. Em sẽ tặng anh một cái đoạn ngắn trong ca khúc Là Con Gái Thật Tuyệt. tự nhiên cái sở đoạn của em nó lại tái phát rồi, quên bài thì ngày gọi tia nắng long lánh qua hàng mi, chờ nụ cười em tươi lung lên trên phố, ngày ngùng em bướng đôi chân như thoát rồi đôi tay nhân cất lời tình yêu đầu tiên là em hồn nhiên vui là con gái ha, vui là con gái ha. Yeah, xin hát. Thì cảm xúc của anh hiện tại rất là rung và cũng rất hồi hộp. Thật tuyệt vời khi mà anh được ở trường quay này ngày hôm nay, bởi vì điều đó nó sẽ mang anh đến đây. Ok, về ghế đi mình. Có thể anh ấy không phải là một soái ca, nhưng tâm hồn, sự chân chất của anh ấy, sự chân tình của anh ấy, sự bảo bọc của anh ấy xứng đáng là một người của gia đình. Cô gái hãy suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Thực sự lúc mà Hồng Vân và Quỳnh Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Anh chỉ thấy em sẽ yêu mãi thôi, yêu em đắm say suốt đời. Anh number one đẹp trai mà dễ thương và con tim rất trung tình. Ở công tâm là hay mạnh danh được chàng trai có hiếu nhất công tâm á. Đường tình duyên của em nó gian nan trắc trở lắm. Có nhiều người bảo giới thiệu em là đi cắt duyên. Cuối năm vừa rồi á em cũng đi cắt duyên. Chương trình gọi là trúng ngay cái ngày cá tháng tư. Phỏng vấn trúng ngay cái ngày cá tháng tư em. Đen nó vậy luôn đó hả? Xui vậy luôn hả? Em tượng gia bộ gì? Trúng ngày cưới cá tháng tư cái em là kêu mà không biết là có ai người chọc mình không? Tại vì thấy mình ế quá mà. Thế là em mới gọi hỏi kỹ thì chương trình bảo đúng, xong bắt đầu em mới thu xếp vô. Vừa phỏng vấn xong là về thì chương trình cũng gọi, mà chương trình lại gọi trúng má em mổ đục thừa, xong cái là em cũng không đi được. Xin mời nhà gái. Chào cưng. Ý, tụi mình chung đội luôn nè. Mời nhà trai.
Ai lấy chồng đi? Ai lấy chồng nào? Chồng ngon, chồng bổ, chồng trẻ, chồng khỏe đây. Ghê. Chồng ngon, chồng bổ, chồng rẻ, chồng khỏe luôn. Trời ơi. Thấy chưa, thấy nhà trai tôi vui chưa? Mình bên nhà gái mình nghe câu này có cái cảm xúc của mình lúc nào sao? À, dạ. Sốc không cưng? Dạ cũng hơi sốc. Dạ, hơi sốc đúng không? Dạ. Mình rao lại luôn. Ai lấy vợ không? Vợ ngoan, vợ hiền đây. Thôi bây giờ vậy thôi, mình không rao, mình tự giới thiệu về bản thân mình đi cưng. À, con xin chào cô Hồng Vân và anh và chú Quyền Linh và bạn nam bên kia và quý vị khán giả và gia đình hai bên. À, con tên là Nguyễn Thị Trang, năm nay con 29 tuổi, nghề nghiệp của con là dược sĩ. Rồi, làm ở đâu? Dạ, con hiện tại thì con đang làm ở quận 10, nhà con thì ở Bình Thuận. Ở Bình Thuận. Mời nhà trai. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân cùng các anh chị cô chú trong trường quay. Em tên là Đỗ Quang Nguyên, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Con Tum, năm nay em 30 tuổi ạ. Làm Con Tum luôn hả? Dạ, dạ. Làm công việc gì vậy? Dạ, em làm buôn bán online, buôn bán các mặt hàng mật ong rừng, rồi bơ, rồi trái cây, rồi... Em có điểm mạnh, điểm yếu gì em giới thiệu coi. Dạ. có bán được hôm nay không? Dạ, điểm mạnh của em thì vui vẻ hòa đồng, rất đúng giờ và uy tín, nói chuyện thì lưu loát. Cái gì ta? Còn gì nữa gì ta? Đâu để tôi coi. Mới nói giới thiệu lưu loát cái gì ta? Ông xui để tôi qua tôi coi coi được bổ rẻ tôi mua. Dạ, chào chị. Sao nè, nói tiếp đi nè. Là nhược điểm của em thì là hay bị mù đường và hay quên nữa. Sao biết bị mù đường, có đi nhiều không? Dạ em đi hay đi shipper á chị. Shipper ở Con Tum mà phải chạy bằng Google Maps nữa. Cho nhiều khi đi một đường là em về một đường, em không dám đi đường thứ hai, sợ đi bị lạc. Vậy á hả? Bây giờ là mình tự rao xong mình tự đi ship luôn. Dạ, em là tự đăng hàng trên mạng và em tự đi ship giao luôn. Dạ. Trời chịu khó quá ha. Dạ. Rồi, em bơ đây này nhiêu ký rồi em? Dạ, bơ này thì bữa nay cỡ 50-60 ngàn một ký ạ. Là ở Con Tum á hả? Dạ. Hay vô tới đây? Vô tới đây ở Con Tum em bán thì cũng tầm đó, mà ở trong này em cũng không biết là bao nhiêu anh. Tới Con Tum là bỏ là khoảng 50-60 ngàn ký đúng không? Dạ, em đi ship cho người ta là 50-60 ngàn. Để hỏi bên đây nha, hỏi bên đây coi làm sao ha. Rồi mình nói điểm mạnh, điểm yếu mình đi cưng. Dạ, điểm mạnh của em thì là em thì là một người rất là vui vẻ, hòa đồng. Tính em thì thẳng thắn và biết quan tâm và chăm sóc người thân và những người bên cạnh. Và em biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em thì nhiều khi em thẳng thắn với lại nóng tính quá thì nhiều khi làm người ta dễ bị mất lòng á. Nhưng mà thường thường mất lòng trước thì được lòng sau. Em thì cũng hơi nóng tính một tí, nhưng mà cái miệng thì nói vậy thôi, nhưng mà xong rồi thôi chứ không có để bụng. Rồi mình là có mấy mối tình rồi cưng? Dạ em thì trước giờ có một mối tình. Tụi em chia tay cách đây là 4 năm. Lúc đó thì yêu nhau được bao lâu? Dạ yêu nhau là khoảng được 5-6 năm. Lý do chia tay là lúc đó thì hai đứa thì quen biết nhau là học chung cấp 3. Xong rồi em lên đây học thời gian rồi em mới quen. Thì gia đình em thì không có chịu đạo. Còn gia đình bạn em thì đạo. Rồi bây giờ nghe cái anh bên đây anh rao bản thân anh vậy, cưng thấy có mua được không? Chắc hay mua mão luôn. Chắc mua mão luôn. Mua mão luôn đó. Bên đây người ta tính mua mão đó. Rồi vừa có tình yêu vừa có bơ luôn. Có hết đó. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Chưa có luôn? Dạ. Sao vậy? Nó như nói cái chuyện tình đường tình duyên của em nó gian nan trắc trở lắm. Lo đi bán không hay sao? Dạ cũng có nhiều cái đi xem mắt, nhưng mà cái tính tình cũng không được hợp á. Xong rồi có nhiều người bảo giới thiệu em là đi cắt duyên. Cuối năm vừa rồi á em cũng đi cắt duyên. Thì cắt duyên hay là sao? Duyên âm. Cắt duyên âm. Dạ đúng rồi. Em mới cắt xong thì là được khách hàng của em là do là khách hàng anh đăng ký. Thế là thấy ba má em cũng già rồi, thế là khách hàng em mới kêu để chị đăng ký cho. Thế là khách hàng đăng ký cho em. Thì em vừa mới cắt duyên xong cỡ 2-3 tháng thì thấy chương trình gọi. Mà chương trình gọi là trúng ngay cái ngày cá tháng 4. Phỏng vấn trúng ngay cái ngày cá tháng 4 em. Đen nó vậy luôn đó hả? Dạ. Xui vậy luôn hả? Cũng tượng gia bộ hay gì? Trúng ngày cưới cá tháng 4 cái em là kêu không biết là có ai người chọc mình không, tại vì thấy mình ế quá mà. Thế là em mới gọi hỏi kỹ thì chương trình bảo đúng, xong bắt đầu em mới thu xếp vô. Thì vừa phỏng vấn xong là về thì chương trình cũng gọi, mà chương trình lại gọi trúng má em mổ đục thừa. Xong cái là em cũng không đi được.
Nhưng mà biết đâu được là cứ trắc trở như vậy để ngày hôm nay em gặp được một cái nửa của em ở bên này. Em hiểu ý chị không? Em đoán đi, em coi cái bạn bên đây, cái cảm nhận của bạn bên đây như thế nào, em tả thử rồi. Em nghĩ của bạn ấy là một cô gái rất là cũng có cá tính, dễ thương. Còn em mong muốn tìm người yêu như thế nào? Dạ, em mong muốn thì tìm yêu giống mẹ của em. Giống mẹ là yêu em luôn, mẹ dạ. Em sao? Tại vì em là, ở Con Tum là hay mệnh danh được chàng trai có hiếu nhất Con Tum á. Là hay đi đâu, em đi uống trà sữa nè, em đi coi phim nè. Cũng chở mẹ đi theo chơi, kiểu như là mẹ em hồi xưa cũng khổ. Em muốn cho bù đắp mẹ lại. Dạ, cho lại những cái cảm giác bây giờ như thế hệ trẻ như đi trà sữa. Bây giờ mẹ như thế nào, nói chị nghe coi. Có, em có mang theo ảnh luôn ạ. Vậy hả, dạ. đâu đưa chị coi coi. À, đây là ảnh của mẹ. Coi coi đàn gái giống mẹ không? Đây là tấm ảnh mẹ em tỉ mỉ làm quà tặng cho cô gái. Ồ vậy đó hả? Dạ, nói chung là ba ông bà cũng mong có con dâu lắm rồi. Mẹ rất là phúc hậu luôn. Nếu mà cưới vợ sẽ về làm dâu đó. Nói cho mọi người xem mẹ của bạn đây. Thôi đưa anh chút để này làm món quà tặng bạn gái nha. Anh sẽ qua xem coi nhà gái thế nào nha. Bên này... em gái xinh, rất là xinh ha. Mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Con thì con muốn tìm một nửa yêu thương của con là lúc nào cũng tạo cho mình tiếng cười vui vẻ, rồi chung thủy và có hướng cầu tiến, biết quan tâm và chăm sóc con. Mình không thích đàn ông ở điểm nào con? Con không thích đàn ông ở điểm là hút thuốc, lăng nhăng. Dạ. Mình có gì thì mình chia sẻ từ ban đầu thật. Nói chung là đối với con là thành thật là vẫn hơn. Con có muốn là ông phải đẹp trai nè, phải cao lớn rồi đẹp trai, cao lớn thì nói chung con chỉ cần ngoại hình ưa nhìn. Cao lớn thì chỉ cần cao hơn con 1m65 trở lên là được rồi. Rồi, bạn nam, bạn đáp ứng được nhu cầu và tiêu chí bên đó không? Dạ, chắc cỡ 90% ạ. 90%, mình bạn có đầu hoa lăng nhăng không? Dạ, nếu đầu hoa lăng nhăng chắc không ngồi đúng chương trình rồi. Dạ. Bạn có phải là người hút thuốc không? Dạ, không. Cân cao mét nhiêu vậy? Dạ, em cao 1m64. Thiếu còn phân không sao đâu con ha. Hôm nay em đi với ai vậy? Thiếu còn phân. Hôm nay em đi với chị dâu, với bạn thân thời còn nhỏ ạ. Rồi xin mời chị dâu cho ý kiến nào. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và khán giả trường quay. Em là chị của Nguyên. Thì hôm nay đến đây thì em cũng mong Nguyên là tìm được một nữ yêu thương của mình. Theo chị thì em gái này cũng dễ thương, hiền lành. Chị thấy cũng hợp với em. Chị mong hai em cho cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi cảm ơn em. Con đi với anh. Con bữa nay con tới đây là con đi với anh rể. Xin mời anh rể. Em xin chào anh Quỳnh Linh, Trường Vân và tất cả khán giả trong trường quay. Em là anh rể của bé Trang. Em đến đây từ Đà Lạt. Từ Đà Lạt xuống luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Em thấy em rể dạ, tương lai. Em trai này thì nó rất chỉ là được cao giáo, dễ tính đi, dễ gần, cũng phù hợp với em vợ em, nên là hy vọng là hai đứa tạo điều kiện tìm hiểu lẫn nhau. Dạ em cảm ơn. Bây giờ chúng ta mở rào cho bạn Nguyên với bạn Trang gặp mặt nha. Mở rào. Rồi mình nhận trước đi, mình trao sau con. Đi rồi mình trao quà mình sao? Đặc sản ở vùng Con Tum là bơ. Và đây là món quà của mẹ anh tự tay làm để gửi gắm cho em. Dạ, mẹ có nhắn gì không? Tại sao mẹ lại làm cây đó? Dạ mẹ... tại vì cây sen đá này nó tượng trưng cho sự tình yêu vĩnh cửu và bền lâu và mạnh mẽ nữa. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Em nhờ anh gửi lời cảm ơn tới bác gái giùm em luôn. Rồi anh cảm ơn nha. Em cũng có món quà gửi tới anh. Rồi anh cảm ơn nha. Mở ra luôn cưng. Em có món quà là chai mật ong, là mật ong rừng đó, là cái này là ba em đi rừng bắt được. Dạ. Rồi có chai rửa tay á, là có gì anh rửa tay cẩn thận. Rồi anh cảm ơn em. Rồi hai bạn về vị trí đi. Chúng ta cảm nhận về nhau đi. Chào em. Sau bao nhiêu lần trắc trở đó. Thế thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ em cảm ơn anh. Còn em có ngại yêu xa không? Em thì em không ngại yêu xa, nhưng mà em chỉ sợ là ví dụ như khoảng cách mà yêu xa thì không ấy, chỉ cần người đó lúc nào cũng đặt mình vô một vị trí ưu tiên á, thì không bao giờ em sợ yêu xa. Anh thì không ngại yêu xa. Quan trọng thì cũng như em nói là phải quan tâm, chia sẻ, chung thủy với nhau. Em không có ngại làm dâu đâu. Tại vì
cái ngành của em thì cũng dễ nữa. Tại em bán thuốc thì ví dụ như sau này nói chung mình lấy chồng thì chồng đâu thì mình đó. Nói chung là cái ngành của em thì có thể ở đâu cũng được. Nhưng mà em thì muốn là lâu lâu anh có rảnh thì cũng có thể thời gian lên thăm em hay nồi kia. Anh sẽ thu xếp được thời gian thì một tháng thì có thể là một lần hoặc là hai lần. Dạ. Thì nói chung là anh cũng có bà chị với bạn bè là ở khá ở thành phố Hồ Chí Minh, và chị cũng có nhà trong này thì anh cũng hay vô đây. Dạ. Rồi khoảng bao lâu chúng ta có thể bước tới hôn nhân bàn với nhau đi? Em thì khoảng cỡ 6 tháng tới 1 năm. Em thì sao? Em thì có thể là năm sau cũng được. Tại vì mình cũng lớn rồi. Anh thì nói tóm lại tuổi thì vẫn chưa lớn, 30 thì cũng chưa lớn, nhưng mà ba má anh nên là khá là lớn rồi. Em thì năm sau cũng được, tại vì hết năm nay là em học xong dược sĩ đại học. Nếu ví dụ mà anh vô được thì mình hẹn hò lúc tầm cỡ nào? Ví dụ như chủ nhật, tại chủ nhật em được nghỉ. Thứ bảy chủ nhật, vậy thì thứ bảy anh sẽ đón xe vô thì chúng ta sẽ làm. Em ở quận 10 hả? Em làm ở quận 10. Em ở Gò Vấp. Mà tại vì học hết năm nay nữa là em xong rồi. Rồi bây giờ thế này, em tiến tới nắm tay cô gái ha. Rồi chúng ta nói hết những suy nghĩ của mình về người đối diện để xem cảm nhận thế nào đến bây giờ. Mình có mong muốn điều gì hay không? Thật sự là anh nó run lắm. Anh là người nói chuyện là cũng không ấy đâu, mà lên đây thực hứa là run. Gặp em thì anh rất là có cảm tình luôn. Là mong em và anh sẽ cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu sâu hơn, để hiểu thấu hiểu về nhau hơn, để có thể chúng ta sẽ cùng về chung một nhà. Rồi. Bạn gái có thể hướng dẫn bạn trai đường đi đến tim mình con đường nào nhanh nhất không? Đường đi đến tim thì cũng dễ lắm. Ví dụ như sáng thì tại vì 6 giờ kém là em dậy em nấu ăn để em mang theo em đi làm rồi. Ví dụ như sáng thì anh nhắn tin cho em một tin nhắn là chúc em buổi sáng vui vẻ, rồi nhớ ăn sáng hay rồi này kia. Còn trưa thì em nghỉ trưa thì anh có thể nhắn là ăn cơm chưa rồi này kia, nghỉ ngơi chưa. Chỉ cần một ngày 3 bữa thì anh nhắn tin hỏi thăm em thế này thế kia thôi. Còn tối thì em cũng rảnh rồi. Qua 9 giờ mấy em mới rảnh. Tối gọi nhắn hả? Tối gọi điện. Tối là FaceTime. Tức là một ngày nhắn tin 3 lần, sáng, khô, trưa, chiều. Tối khỏi nhắn. Em có ghi ra giấy cho bạn trai để dễ nhớ đi. Dạ. Cái tờ giấy gì, cô thấy tờ giấy gì đây đây? Cái tờ giấy hướng dẫn vào tim em. Có, nói sao có tờ giấy hướng dẫn. Làm được không cưng? Dạ, cái này thì dư sức luôn. Ngày 4 tin nhắn luôn á. Cái này là dư sức. Em thì hát không hay nhưng sẽ xin tặng bạn gái và trường quay một bài hát. Anh xin thề em sẽ yêu mãi thôi, yêu em đồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai mà dễ thương và con tim rất trung tình. Mình gặp nhau đêm nay và chừng như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Ngân ngạch chị em ơi, yêu anh nhé. Này em yêu hơi, em có nghe trong tim bỏ tiếng yêu vang lên dành chào em đó. Này em yêu hơi, em có nghe trong em biết không em ơi, I love you, I love you. hai câu cuối đó, I love you đó, xúc tích rồi đó. Thôi mình trở về vị trí các bạn. Detox không khí từ trong ra ngoài. Nếu ta cảm nhận đây đúng là một nửa bánh ghép của mình thì mình đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta nhường cái nút bấm đó cho người khác. Khi bấm chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm bằng cả trái tim của mình. 1 2 3 rồi bấm luôn rồi đó. 3 chưa kịp mà đã bấm rồi. Rồi chúc mừng các bạn. Hãy nắm tay nhau. Đó. Rồi hôn đi. Hùng em cái nè, hùng má. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chương trình tặng bạn kem chống nắng, chống lão hóa, bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB, ánh sáng xanh, đến từ dược mỹ phẩm Relasteel của Ý, thương hiệu về tính đàn hồi cho da đã có tuổi đời hơn 50 năm, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê Cosmetics. Sản phẩm thuộc bộ sưu tập kem chống nắng được ưu chuộng nhất năm 2021 của Relasteel. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng.
Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Rất cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Chúc các bạn hạnh phúc. Rồi. Quý vị theo dõi câu chuyện của cặp đôi đầu tiên và họ đã bấm nút hẹn hò với nhau, những nụ cười rất là trong trẻo, một tình yêu tuyệt vời. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp cặp đôi thứ hai thôi. Xin mời. Nắng lên cao, lúa lên màu, xứng danh hạt ngọc trời quê ta. Hát vang lên với ba không, hạt ngọc trời gạo chuẩn, hạt ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon. Không hôi, không hô, không hói, không mà từ 1m7. Không hô, không hói, không hôi là ba. Cô ơi, hỏi cho con là hôi cái gì đúng không ạ? Ừ, hôi cái gì kìa. Con không thích người có mùi quá nặng. Cô thấy bạn này là những cái mà con mong muốn là có hết á. Con đam mê và thích chị Cẩm Ly. Mà phải hát hay, hát. Em hát hay ngang chị Cẩm Ly anh ơi. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Rồi, xin mời nhà gái. À, đi đi. Bây giờ thì mời anh trai giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Con chào cô Hồng Vân. Em xin tự giới thiệu, em là Ngô Đăng Tùng, sinh ngày 3/8 năm 89 tại Hà Tĩnh. Gia đình em sống tại Đắk Nông. Và hiện tại thì em đang làm việc ở quận 7. Làm cái gì Tùng? Dạ thì em cũng xin chia sẻ là trước kia là em làm quản lý hàng nội bộ cho một công ty Nhật. Nhưng mà đợt vừa rồi thì dịch cũng bùng phát á. Công ty có quyết định là cắt giảm lương của công nhân viên anh. Em ra ngoài em đi chạy xe và hiện tại em là tài xế xe công nghệ cho hãng xe Gojet. Rồi, mời em. Dạ, con tên là Nguyễn Thị Huỳnh Anh, năm nay con 32 tuổi. Và hiện tại thì con đang làm lĩnh vực bất động sản ở quê nhà. Quê nhà là ở dạ, đâu? Dạ, con đến từ Bình Phước ạ. Hai bạn hơi xa đó nha. Xa xôi. Em ở Đắk Nông, lên Bình Phước gần. Đắk Nông, Bình Phước gần nhưng mà bây giờ đang làm việc ở xa, ở quận 7. Dạ. Mình hãy nói chút xíu điểm mạnh, điểm yếu cho bạn gái nghe đi em. Điểm mạnh em cũng ít lắm. Nói chung em vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, con người sống nội tâm, hay tin tưởng người khác quá. Em cũng không biết đây là điểm mạnh hay điểm yếu nữa. Đâm ra nhiều khi mình kiểu mình bị người ta lợi dụng quá trớn anh. Điểm yếu đầu tiên là của em là nấu ăn hơi kém. Rồi từ từ, có vợ đi cũng phải nấu ngon thôi. Dạ, thứ hai nữa là em có, tuy em chạy xe nhưng em có một chút là não cá vàng một chút. Em không có nhớ được hết các tên đường ấy. Không sao, có Google Map. Em sợ sâu và sợ nước. Vậy em có tắm không? Dạ không, ý là em sợ sông, sợ biển rồi anh. Chứ không phải là sợ tắm. Là sợ sông này kia hả? Dạ. Tôi cũng vậy đó ông mối. Hả? Tôi sợ sông, sợ nước lắm. Không có dám tắm. Vì hồi xưa mém nó là em bị chết trôi cho nên em sợ. Phải tập bơi chứ nha. Dạ. Em không biết bơi nhanh ơi. Mình cứ kiên trì là không sợ nước nữa đâu. Dạ, dạ. Nhà gái, nói cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi cưng. Dạ, điểm mạnh của em rất là lanh lợi, giỏi việc nước, đảm việc nhà, nấu ăn ngon, hát hay. Điểm yếu của em là không biết từ chối người khác. Ví dụ như người ta muốn mình giúp đỡ gì đó thì em sẵn sàng ra tới giúp đỡ. Giống như là em muốn giúp họ vượt qua cái khó khăn về vật chất. Dạ. Trời, em gái sao giống đàn trai quá vậy? Dạ, đây cũng thương chú người mình lắm á. Dạ. Vậy là hai đứa hợp. Nhưng đó. Mà nói về cái đó thì điểm yếu thì không đúng. Nếu hơn chút xíu hai đứa kẹt kẹt cho anh mượn vài triệu quá. Đang gặp khó khăn quá. Dạ. Nha. Thôi chú Quỳnh Linh mua nhà quá trời mà chú Quỳnh Linh kêu kẹt nữa. Rồi xong hàng. Đâu ra trời. Xong hàng. Trời ơi, là chim đấy. Hả? À, chứ quê mà. Nhà ruộng đáng nhiêu đâu. Bất động sản hả? Dạ. Nào giới thiệu cho tôi mua miếng coi. Thấy chưa? À, vậy không á. Thôi cao su đi, cao su. Cao su nhiều lắm. Gì đó. Dạ, cao su nhiều lắm, trái cây nhiều lắm, bồ tơ luôn. Rồi mua dùng chôm chôm, măng cục gì đó ha. Rồi. Nhớ liên hệ con. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương thế nào? Không hút thuốc. Rượu bia thì có thể không hôi, không hô, không hói, không mà từ 1m7. Không hô, không hói, không hôi là ba. Đó, nhà trai nó có chào cô. Có cả ba luôn đó. Hôi chút xíu tự con kiểm chứng nha. Nghe không? Ủa nhưng cô ơi, hỏi cho con là hôi cái gì đúng không ạ? Ừ, hôi cái gì kìa. Con không thích người có mùi quá nặng, mùi mồ hôi sâu giờ làm việc á. Rồi, còn ngoài ra cứ muốn gì nữa không? Cũng mẫu người của con là cũng giống như chú Quỳnh Linh vậy đó.
đó. À, có khuôn mặt, nói chung là khuôn mặt dễ nhìn, rồi có nụ cười thân thiện, hút ánh nhìn. Rồi ok, vậy dạ. Tốt rồi. Cưng cao bao nhiêu vậy? Dạ con vừa đủ tiêu chuẩn luôn. Vậy là bạn này 1m7 đó. Bạn nói bạn vừa đủ tiêu chuẩn. Con là mét bao nhiêu? Con 1m6. Còn về phía con mong muốn cái mẫu hình lý tưởng con như thế nào? Con chỉ cần một người phụ nữ của gia đình thôi. Ngoại hình thì ưa nhìn, người biết nấu ăn, chăm lo cho người khác, quan tâm chia sẻ. Cái cần nhất ở con bây giờ là một người phụ nữ có tâm, tức là luôn luôn mình hướng về gia đình, chứ đừng có xô bồ quá ở ngoài rồi trong gia đình mình không là gì hết thì nó cũng không được. Cô thấy bạn này là những cái mà con mong muốn là có hết á. Con đam mê và thích chị Cẩm Ly. Mà phải hát hay, hát. Em hát hay ngang chị Cẩm Ly anh ơi. Ôi. Rồi chúc gặp hát liền nha. Ok. Đúng rồi. Em có mấy mối tình rồi? Thật ra thì em cũng xin chia sẻ một chút. Nó có chuyện của tình duyên của em nó hơi dài và lận đận. Là năm 2013 là lúc đó em vừa đi lính về được 1 năm. Đợt đó thì mẹ em cũng yếu lắm. Bà cũng hay mê tín nữa cho nên đi coi. Thì nói là bây giờ phải lấy vợ cho ông Tùng. Không lấy thì ít nhất 3 đến 5 năm sau thì may ra nó mới lấy được. Hàng xóm lại có một đứa cháu. Thì thế là làm mai cho em. Em quyết định là lấy. 3 đến 4 ngày trước khi đám cưới diễn ra đó thì bạn gái đó mới gọi em ra nói chuyện riêng. Thì nói là bảo bây giờ em có một chuyện nói với anh, là em đã từng có một lần chồng rồi. Thì anh có đồng ý nữa hay không? Thì lúc đấy em cũng chỉ nghĩ đơn giản là ừ thì thôi giờ lỡ rồi, sắp cưới rồi mà anh, cũng còn mấy ngày à, biết đâu người ta từng lầm lỡ như vậy, người ta sẽ biết cách sống với mình hơn, gọi là nhắm mắt đưa tay luôn. Chưa đầy 1 tuần thì lại lục đục, thì bạn gái đó lại bỏ về nhà ngoại và yêu cầu em là qua đó làm rể, trong khi em là con trai một. Em hỏi lý do thì bảo là chỉ nói là không thích làm dâu thôi, xong em không đồng ý thì gia đình bố mẹ bên gái á là bắt chia tay. Thì thôi thì em cũng chấp nhận. Là từ khi bọn gặp mặt để người ta giới thiệu thì đến khi ra tòa bọn em chỉ vỏn vẹn trong vòng 4 tháng thôi. Nhưng mà chưa có con. Dạ chưa, em ở nói chung ngủ với nhau chỉ được 3 ngày thôi. Coi như cũng đã lỡ một lần đò nhà gái. Thật sự thì con cũng chưa có lập gia đình, nhưng mà con có lỡ yêu một người và cũng có 2 đứa con. Tức là con chưa làm đám cưới. Đúng rồi, chưa có đăng ký kết hôn với ai. Ừ, nhưng mà con lỡ đây, yêu một người con... mà tới 2 đứa hả con? Dạ, cái lỡ này nó lỡ sâu quá. Dạ. Là thương, là con là có lỡ. Chứ không phải là 2 người đó. Dạ đúng rồi, con thật sự là con yêu người ta thật lòng. Là dạ. Con đã có 2 đứa con rồi. Dạ đúng rồi. Là thì cháu được nhiêu tuổi rồi? Dạ, một đứa thì 4 tuổi rưỡi, một đứa 2 tuổi ạ. Là hiện giờ con đang nuôi. Dạ đúng rồi. Nói chung là một mình con là giống như vừa là cha vừa là mẹ vậy đó. Vậy thì hai vợ chồng sống với nhau bao nhiêu lâu? Nói chung là cái mối tình này không có được ở với nhau trọn vẹn, không có thường xuyên gặp nhau, chỉ là thỉnh thoảng thôi ạ. Tại vì con là cái người Công giáo và quan niệm không có muốn phá thai. Thật sự thì người ta không có thích, người ta không có thích sinh tiếp. Người ta không muốn nhưng mà con giữ lại. Đúng rồi. Và đứa sau là gọi là vỡ kế hoạch của con. Nên thành ra thì con chấp nhận luôn. Con có việc có em bé sau con chấp nhận và con tự mình phải mạnh mẽ để mà vượt qua những cái khó khăn đó. Ông mối tôi thấy để cho hai bạn cũng đều là đã có nhiều kinh nghiệm rồi. Em thấy sao? Cảm nhận em thế nào em trai? Bạn nữ bản lĩnh của ai? Đúng, bản lĩnh đó. Bây giờ là nhà gái đi với ai vậy? Dạ con đi với mẹ và những người bạn. Dạ con chào cô ạ. Mẹ cưng con quá vậy. Chào hai MC và khán giả trong trường quay. Chào cô. Có thể con cũng được về nhà cô thì vườn điều vườn có xu đầy. Con có sức làm thấy không? Dạ con cảm ơn cô ạ. Nhờ chị cho cơ hội. Con gái mẹ cũng rất tuyệt. Mẹ rất tuyệt, gái mẹ rất tuyệt nha. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại chị họ em ạ. Dạ xin chào ông Mai bà mối. Xin chào chương trình. Dạ chào nhà gái và dạ, cùng quý vị khán giả. Hai em bằng tuổi, đứa nào cũng sợ nước hết trơn á, nhưng mà chị nghĩ là chắc em gái nó cõng em được á. Với lại chị thấy má nhà cũng muốn dâu lắm rồi, tại vì Tùng là con trai một trong nhà mà có ba chị em gái. Mà làm xui với bác đây cũng vừa tuổi lắm, 50+ tuổi. Rồi thôi hai đứa tạo cơ hội cho nhau nha. Dạ. Mong hai em có hạnh phúc. Rồi cảm ơn chị gái. Bây giờ thì thôi hai bạn gặp nhau đi. Đúng rồi. Để chúng ta sẽ xem coi nó như thế nào. Mở rào.
Chào anh. Ánh mắt yêu thương ta cho phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung đôi nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, yêu em những khi em buồn, anh sẽ yêu em cho em luôn ngủ ngon. Hay á. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời, yêu không oán than, chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Anh sẽ nắm lấy tay em, không bao giờ buông. Trời ơi, lãng mạn quá, rồi lãng mạn. Anh ơi, em cũng có một món quà để tặng anh ạ. Đây là một cái lăn khử mùi của sản phẩm công ty của Mỹ. Mới quen nhau tặng lăn khử mùi. Cái việc là cái việc giao tiếp thì em cũng mong anh luôn luôn tự tin để có thể là thành công này tính nối thành công khác. Đó. Em thấy anh sao? Có cũng ok. Khi nghe em chia sẻ câu chuyện của mình á, thật sự anh hơi sốc. Em bản lĩnh. Tại vì không phải có nhiều người phụ nữ người ta dám làm được những điều như thế. Em có thể nói hơn anh nhiều thứ luôn. Sau im lặng. À, cảm ơn anh. Anh thấy em sao? Xinh. Lần gặp đầu tiên, lúc nhìn mở rèm ra nhìn thì anh cũng có một chút ấn tượng tốt về em. Thì cái chuyện con chung, con riêng của em có vấn đề lớn lao không? Thì em trai nghĩ thế như thế nào? Đối với em thì cái vấn đề đó thì ai cũng có cuộc sống và quá khứ mà anh Linh. Cho nên thì nói chung mình đã có đến được với nhau hay không, và đã đến được với nhau thì mình chấp nhận thôi. Quan trọng là hai đứa bé có dám chấp nhận anh hay không. Và nói thì anh cũng chưa bao giờ anh làm cha, nhưng mà trong nhà thì có đến ba đứa cháu, thì một tay anh nuôi ba đứa. Thế nên vấn đề đó thì không phải lo. Anh muốn hỏi em là em có sợ làm dâu? Thì cái việc mà quan tâm người khác đó là cái mong muốn của em. Thì từ trước đến giờ mình cũng sống một mình rồi, cũng tự do, cũng quen rồi. Thì mình chỉ có biết quan tâm trong cái gia đình của mình thôi và những đứa con của mình. Em cũng chưa giống như là chưa có kinh nghiệm trong cái việc chăm sóc người giống như người lớn tuổi ấy, ví dụ như là người không anh cắt ngang một chút là ba mẹ anh vẫn khỏe chứ không phải là bây giờ là già yếu mình cần về mình phải chăm sóc. Cũng không ngại với vấn đề làm dâu. Bây giờ em hiện tại sống với ba mẹ hay là sống với hai đứa bé? Hiện tại đang sống một mình và hai đứa bé. Ủa, hai cháu ở với em? Ừ. Là ở Bình Phước luôn? Đúng rồi. Tại vì em là đạo Công giáo và em mong muốn là có một cái hôn nhân của mình sẽ được làm phép. Anh muốn hỏi em là nếu như mà mình đến được với nhau, em có thể theo anh được không? Chắc chắn không. Đúng rồi. Dạ. Khi con người ta đã yêu nhau rồi thì chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì. Dạ. Còn chuyện đạo thì thật sự mà nơi nào cũng là hướng về điều thiện mà. Ừ. Là cái của ai nấy giữ cũng được mà. Dạ. Dạ. Ừ, chứ đâu có nhất thiết phải là ai theo ai. Đó. Thôi giờ hát cái đi cho nó đỡ căng thẳng coi. Dạ. Vậy con đứng lên con hát nhá. Đêm hôm nay bỗng nhiên em lại thấy anh trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm hôm nay bỗng nhiên em lại thấy anh trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để chẳng lôi anh em về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em. Và thời gian ơi xin hãy ngần trơn đầy để những dấu yêu đong đầy. Một vòng tay em khao khát một giấc mơ. Em đã yêu anh người ơi. Nhà con xin hết rồi. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Rồi, để tay vào nút bấm. Không bấm vì bất kỳ điều gì mà chỉ bấm bằng sự mách bảo của trái tim thôi các bạn nha. Quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Không ai bấm cả. Nếu không trở thành đôi, chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt với nhau. Dạ, em cảm ơn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép.
Chương trình tặng bạn kem chống nắng, chống lão hóa, bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB, ánh sáng xanh, đến từ dược mỹ phẩm Relasteel của Ý, thương hiệu về tính đàn hồi cho da đã có tuổi đời hơn 50 năm, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê Cosmetics. Sản phẩm thuộc bộ sưu tập kem chống nắng được ưu chuộng nhất năm 2021 của Relasteel. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Hãy giữ lại tất cả những kỷ niệm của người bạn mình. Thật là bất ngờ thưa quý vị, trong những câu chuyện bạn với họ không bao giờ biết trước điều gì cả. Ngay từ lúc đầu bạn trai gặp bạn gái, tôi cứ tưởng là sẽ có một kết rất là có hậu. Nhưng mà Vân nghĩ là sau đây thì là sẽ rất là nhiều bạn sẽ bấm nút cho hai bạn này, đúng không? Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình. Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình NetClub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Ai lấy chồng đi, ai lấy chồng nào, chồng ngon, chồng bổ, chồng trẻ, chồng khỏe đây. 1, 2, 3 rồi bấm luôn rồi đó. 3 chưa kịp nghe là đã bấm rồi. Rồi, chúc mừng các bạn. Cảm xúc của anh là rất là vui luôn. Như là đây là một người mối tình đầu của anh. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Chưa có luôn? Dạ. Sao vậy? Nó như nó cái chuyện tình đường tình duyên của em nó gian nan trắc trở lắm. Gọi đi bán không hay sao? Dạ cũng có nhiều cái đi xem mắt nhưng mà cái tính tình cũng không được hợp á. Khó cảm xúc rất là khó tả luôn. Như là hồi hộp nôn nao, tại vì anh khá cũng là khá tự tin á, nhưng mà nôn nao mấy ngày nay rồi, mắt ngủ không được, mắt thâm quầng luôn. Nay gặp được em Trang là một người khá là hợp tính, rồi tính tình với lại sở thích từ thiện hay là làm gì rất là hợp, nên anh rất là vui. Thế thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ, yeah, em cảm ơn anh. Còn em có ngại yêu xa không? Em thì em không ngại yêu xa, nhưng mà em chỉ sợ là ví dụ như khoảng cách mà yêu xa thì không ấy, chỉ cần người đó lúc nào cũng đặt mình vô một vị trí ưu tiên á, thì không bao giờ em sợ yêu xa. Anh á thì không ngại yêu xa. Dạ. Quan trọng thì cũng như em nói là phải quan tâm, chia sẻ, chung thủy với nhau. Sau khi ghi hình thì em thấy anh là một người nói chung là nói chuyện thì làm cho em cảm thấy vui vẻ hơn. Nhìn thấy anh thì thật thà, biết quan tâm và chăm sóc gia đình. Khi mà em nghe anh Nguyên nói là đi cắt duyên âm á, cắt duyên âm đúng không anh? Thì em thấy là nhiều khi là do duyên cái nọ của mình chưa tới, cho nên là chưa gặp được cái người mà cảm thấy phù hợp với mình thôi. Cuối năm vừa rồi á, em cũng đi cắt duyên. Thì cắt duyên hay là sao? Duyên âm. Cắt duyên âm. Dạ đúng rồi. Em mới cắt xong thì là được khách hàng của em là do lại khách hàng của anh đăng ký. Thế là thấy ba má em cũng già rồi, thế là khách hàng em mới kêu để chị đăng ký cho. Thế là khách hàng đăng ký cho em. Thì em vừa mới cắt duyên xong cỡ 2-3 tháng thì thấy chương trình gọi. Chắc là anh nói là anh mới đi cắt đây cho nên là gặp em. Nên em cũng hy vọng là mình sẽ cố gắng vun đắp cho nhau để có một gia đình nhỏ. Trưa nay thì đôi môi chỉ ăn cơm với cá, chưa từng thơm má một ai nên em rất là ngại. Cảm giác nó rất là khó tả chị. Nó bồi hồi sau chuyến, nó rung tới nỗi mà em ra tới phim trường em mới nhớ tên được bạn ấy. Có lẽ là đây là duyên nợ của em. Mm-hmm.
quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Không ai bấm cả. Cô cảm thấy là nhà cô đủ điều kiện, nhà cửa con cái nó cô cho đất ở riêng hết rồi, xây cái nhà rồi. Nhưng bây giờ cho cô cần tình cảm để nó có hạnh phúc. Con gái của cô thì đầy đủ rồi, không thiếu gì. Đất đai và nhà cửa, và nói chung không thiếu gì, thiếu tình thương thôi. Ở một mình nó thiếu tình thương. Mặt trái này được. Nói chung cảm xúc cũng lẫn lộn lắm chị. Nó vui có, buồn có, hụt hẫng có. Nhưng mà dù sao thì em cũng cảm ơn chương trình. Thì cái hoàn cảnh hay là bất cứ một cái gì thì em không quan trọng. Nhưng mà về cái em không bấm nút là em đang băn khoăn ở cái chỗ là bạn là bên đạo. Thì em đã nói là em có ấn tượng tốt, quá tốt về bạn. Được cái này mất cái kia đúng không ạ? Em vẫn tiếp tục cái ước mơ và cái kế hoạch mình đã đề ra. Thì để rồi phát triển kinh tế hơn. Còn chuyện yêu đương vợ con thì giờ tính sau chị. Như lúc nãy chia sẻ em có hỏi thẳng bạn là bạn có thể theo em được không? Thì bạn nói là bạn là người thẳng tính, bạn trả lời là không. Thì em cũng trước hết là em cảm ơn bạn, là vì bạn đã trả lời thẳng với em như thế. Sau nữa thì cũng xin lỗi bạn là vì mình vẫn chưa gọi là đủ để bạn bấm nút cho mình. Và em cũng đã lựa chọn là không bấm nút cho bạn. Cảm xúc hiện tại của em là em thấy là thực sự là em không muốn chọn người Bắc. Tại em nghe Hà Tĩnh là em cũng thấy không thích rồi. Thật như không có ấn tượng, nói chung cũng có thể là con người mình khác cá tính nên mình nhìn người đó mình thấy không hợp ngay từ đầu. Em thấy anh sao? Có, cũng ok. Thì em cũng mong anh là sẽ sớm có một cái tình gọi là tình cảm mới với những người bạn khác, bạn nữ khác. Thì em cũng đã chuẩn bị tâm lý ngay từ tại nhà rồi. Thì lên bấm nút thì mình cũng hẹn hò, còn nếu không bấm nút thì cũng bình thường. Em không có cảm giác buồn, tại vì cái này là không đúng đối tượng của em thật sự. Tại vì cũng có thể là do em yêu cầu cũng khá cao, và mới lại cái hình mẫu không có đúng cái tiêu chuẩn em cần. Mà từ 1m7, mẫu người của con là cũng giống như chú Quỳnh Linh vậy đó. Khuôn mặt nói chung là khuôn mặt dễ nhìn, rồi có nụ cười thân thiện, hút ánh nhìn. Em cần một người đàn ông cũng cá tính nè. Nói chung mạnh mẽ, rồi có cũng thu hút ánh nhìn chút, cũng có ngoại hình chút. Không đủ đạt yêu cầu của em. Em nhìn không giống như là cảm giác nó không vạm vỡ, không to cao á chị. Em cần một người gọi là nó có gọi là gym mơ một chút, giống như là khỏe khỏe một chút nhìn. Nhưng mà em nhìn thấy em không thích gì nào, thực sự luôn, em không thích nên. Nói chung em cũng cần một người gọi là đàn ông mạnh mẽ, trung thành và chân thành quan tâm em vậy thôi, chứ em cũng không có đòi hỏi yêu cầu cao gì đâu. Chẳng qua mình cứ tìm thì sẽ thấy chị ạ. Cứ tìm sẽ thấy. Dạ, có một mối tình là chồng trước của con. À, bé này đã có chồng và có một đứa con được 7 tuổi rồi. Không biết giờ con mình nó suy nghĩ như thế này sao. Nhưng mà thôi bây giờ đó, em nói cái gì vậy, duyên này duyên trời định. Thì tùy con mình nó muốn sao thì mình cũng chiều theo vậy. Em chỉ muốn là người đàn ông đó biết lo cho gia đình. Chúng này coi vợ hơn là bạn bè một tí. Đừng có xếp vợ sau bạn bè. Đúng rồi, trời ơi, vợ mình ở với mình suốt đời, chứ bạn bè ở mình suốt đời đâu. Ba em thì
thương binh chấn thương sọ não. Anh hai thì bị tai nạn chấn thương sọ não từ rất lâu, mười mấy năm rồi. Người ta sẽ cảm giác e ngại để tiến tới. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy hàng tuần trên H7 là truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.